chính xác chỉ thế thôi. Quả việt kim trên da khi cấy trắng ấy mọi người ạ, nó vô cùng nhẹ nhàng và chỉ đi trên cái lớp bề ngoài trên da khách thôi, hoàn toàn là không đau. Chính vì thế mà chúng ta không bao giờ phải lo lắng đến việc là khách hàng của mình sẽ bị đau nhá mọi người nhá. Và cấy như nào cho đúng cách, mọi người nhìn cách đi kim này, gối 2/3 lên và xoáy tròn. Nó sẽ không khác gì là mình đang làm vi tảo những cái công nghệ cũ ấy. Vi tảo thì nó sẽ khác hoàn toàn với vi tảo mọi người nhá. Khi vi tảo và dùng máy vi kim ấy thì nó lại khác mọi người ạ. Chính vì thế mà khi mà chúng ta vi kim cho khách hàng mà xử lý cái vấn đề về cấy yến ấy, chúng ta hoàn toàn có thể dùng máy vi kim được mọi người nhá. Cái máy phi kim ấy, chúng ta phải để vuông góc với da mặt của khách hàng nhé mọi người nhé. Để vuông góc với da mặt của khách hàng và sau đó thì chúng ta sẽ đi kim nhẹ nhàng trên bề mặt da. Sau khi đi hết một lượt rồi chúng ta sẽ quay lại một lượt tiếp theo. Chúng ta sẽ lấy thêm một lượng nữa nha mọi người nhé. Nếu mà chúng ta làm ở nhà ấy, thì một cái gói này ít nhất chúng ta phải làm cho 3 mặt. Nhưng mà khi mà chúng ta đi làm tại spa ấy, chúng ta làm nó sẽ phải tốn hơn rất là nhiều và chúng ta đi cấy trên da mặt của khách hàng cấy sâu hơn một chút. Kim chúng ta có thể hoàn toàn để ở cái mức độ nó cao lên một chút bởi vì da kim nano rất là nhẹ mọi người ạ. Mình nên thử nhá. Mình nên thử trước và ra vào tay của mình. Nhiều khi mình thử trên cái da của khách mà cảm thấy là khách không đau ấy thì mình có thể mình làm luôn được. Cảm giác hơn đúng không em? Nhưng mà không hề đau đúng không? Đúng rồi.